Cháu Bình nhà núi đá vùng cao xin kính chào tất cả các ông các bà cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình núi đá vùng cao. Hiện tại thì cháu Bình đang có mặt tại con đường đi xuống dưới nhà hai anh em Tùa và Nô. Ngày hôm nay thì cháu Bình có tiếp tục là mua phần quà của chú Hùng ở bên Mỹ. Cháu Bình mua bao gạo là 300.000 cũng như là mua thịt gà, mua sữa, mua nước lọc đến cho hai anh em là hết 180.000. Là tổng là hết 480.000 các ông bà cô chú anh chị ạ. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng xin mời tất cả các ông bà cô chú anh chị tiếp tục đồng hành cùng với cháu Bình trong thức video này. Và một lần nữa thì cháu Bình cũng xin thay mặt hai anh em Tủa và Nô cảm ơn đến chú Hùng cũng như là gia đình chú ở bên Mỹ rất là nhiều đã gửi phần quà đến cho hai anh em. Ngày hôm nay thì cháu Bình vào đây thì cũng trời cũng không nắng. Đấy, bây giờ thì cũng lại sắp mưa rồi. Ngày hôm qua thì cũng mưa rất là to. Đấy, bây giờ cháu Bình sẽ vác gạo đi nhé, cũng như là thịt gà. Gà thì cháu Bình không thích sát sinh nên là cháu Bình mua gà người ta đã mổ sán ra thôi. Đấy, các bà cô chú anh chị ạ. Đấy, bởi vì là cháu Bình là không sát sinh nên là cũng không thích mua gà vào đây. Nếu mà mua gà sống vào đây thì lại không tốt mấy nên là cháu Bình cũng mua gà là người ta làm sẵn rồi. Đấy, một tí là hai anh em nấu là ăn thôi. Gạo này thì cũng khá là nặng đấy, không biết là phải vác kiểu gì nữa đấy. Một tay thì phải dẫn chương trình, một tay là phải cầm cái quà này rồi, còn bao gạo nữa. Cháu mình sẽ cố gắng để mà vắt lên, vắt lên trên vai đấy. Con này vào đây thì cũng khá là trơn đấy, các bà cô chú anh chị ạ. Đấy, bây giờ là sẽ bắt đầu là vác gạo. Rồi bây giờ là sẽ đi xuống luôn nếu ông bà có không chịu. Ba gạo này thì cũng tầm 20 cân ấy. Gạo này là khá là ngon đấy, ông bà có cho anh chị ạ. Loại mà 5-60 cân kia thì to quá, đường trơn không chở vào đây được nên là phải mua cái bao gạo 20 cân để cho anh em ăn dần dần. Hết thì lại mua. Quả này khá là nhiều quả luôn. Ngày hôm nay thì các ông bà cô chú anh chị ạ, thời gian này thì gia đình cháu Bình cũng gặp rất là nhiều chuyện trong gia đình, cũng như là cháu Tiến ấy, là cháu mà hay ra cùng với cháu Bình đi thăm em Tùa em Nô ấy, thì cháu có được nghỉ hè và cháu về nhà thì cháu rất là chăm chỉ ngoan nên là cháu lại đi làm cái giao lợn ấy, nên là bị đứt ba ngón tay rồi, rất là thương cháu. Nên bây giờ là cháu đang ở bệnh viện. Ngày hôm nay cháu Bình thì không vào đây sớm được đấy, phải chăm sóc cháu Tiến nên là vào đây khá là muộn. Bây giờ thì cũng tầm 3 giờ chiều rồi. Cháu Bình sẽ tranh thủ để mang gạo cũng như là mang đồ ăn đến cho hai anh em Tủa và Nô để cháu Bình tiếp tục là đi về nhà trông cháu Tiến. Nên vì là cháu Tiến là bố mẹ cũng đi làm hết rồi ấy, cháu Tiến ở nhà một mình thôi. Anh Thành là đang đi học nghề ở dưới Thái Nguyên rồi nên là không có ai trông cháu Tiến, nên là cháu Bình phải đi trông cháu Tiến ấy. Cũng tranh thủ vì là rất là nhiều việc, tuy nhiên thì cũng dành những cái thời gian để mà vào đây thay anh em nhé. Bởi vì Tủa Nô thì cháu Bình mà không mua đồ ăn vào đây thì cũng chỉ có là đói thôi. Ông bà là cũng không có gạo để cho Tủa Nô ăn ấy, nên là cũng có mềm mén thôi, thì cháu Bình cũng cố là mua gạo đây cho ông bà với Tủa Nô được cùng nhau ăn. Đấy, vì là ông bà thì cũng ở cùng Tủa Nô, vì là bố mẹ như các ông bà cũng biết rồi, mẹ thì cũng bỏ đi lấy chồng, còn bố của hai anh em thì cũng đã mất từ lâu rồi. Đấy, mọi lần vào đây thì đều không thấy Tủa với Nô, bởi vì là hai anh em là hai lên trên nhà bà với lại hai đi chơi ấy. Tủa thì đi học về thì hai đi giúp bà với ông là cắt cỏ bò này, rồi là làm việc nhà nữa, nên là hay ở trên nhà ông bà thôi, không hay ở dưới này. Đấy, buổi tối thì về đây ngủ. Hai anh em thì còn rất là nhỏ, cháu Bình nhà cũng rất là thương hai anh em. Bây giờ thì cháu Bình cũng có hai anh em rồi, là Tủa Nô, nên là
tuổi, nô là hai em của cháu Bình, nên là cháu Bình cũng rất là thương, nên là mỗi lần có việc trong gia đình thì cũng phải tranh thủ vào đây thăm. Còn cháu Tiến là bây giờ thì không thể cứu giúp được rồi, bởi vì mất hết ba ngón tay rồi thì không biết là phải làm sao tương lai sau này, chắc là sẽ rất là khó đấy các ông bà cô chú ạ, chắc là mất hết thôi. Cái thương bây giờ thì khóc không ra nước mắt, bởi vì cháu cũng bị như vậy rồi, không biết trách ai nữa. Cũng do cháu rất là ngoan nên là thấy bố mẹ không làm thì đi làm ấy, nên là cái máy thái dao lợn rất là sát, chạy quay rất là tích, nên là cháu thò tay vào đấy, lấy dao lợn cho vào cái máy xay, không là thò tay vào cũng bị đứt hết ba ngón tay. Cháu Bình thấy là rất là buồn, vì là năm nay thì cháu Tiến cũng học lớp 6, đi học rất là giỏi luôn, cũng nghĩ là sau này cháu sẽ có tương lai sẽ giỏi hơn cậu Bình, giỏi hơn cháu Bình, sẽ làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng như cho đất nước. Tuy nhiên bây giờ cháu bị đứt ba ngón tay rồi thì rất là khó, bởi vì đi làm gì thì cũng cần phải có cái tay cái chân, nên mất hết ba ngón tay thì bây giờ làm cái gì nó sẽ mất hết gọi là 50% cái công lực của mình rồi. Đấy, mất hết 50% rồi, nên là sẽ rất là khó trong cái tương lai sau này của cháu. Đấy, bây giờ thì sẽ ở đây đợi một tí hai anh em tủa nô về thì sẽ cho quà như là mua sữa, mua nước ngọt, mua nước lọc, mua được hai chai nước lọc với lại mua được bao gạo. Đấy, tổng là hết 480.000. Lần trước là có mua hết 230.000 nữa, thì số tiền của cô chú cũng như là gia đình chú Hồng là có gửi $100, là có hơn 2 triệu, thì sẽ mua dần dần vào đây cho hai anh em. Đấy, các ông bà cô chú anh chị, bây giờ thì sân xếp ầm ầm rồi, là cháu mình cũng mong là tổ hấn nô về mau mau để mà cháu mình còn đi về, nữa không là tí đường đá sạt lở rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ thì như tất cả ông bà biết, bây giờ thì quan trọng nhất là cái sức khỏe thôi. Đấy, mình bệnh tật rồi là ốm đau thì lúc đấy thì cái gì cũng không quan trọng nữa, nên phải mạnh khỏe, quan trọng là sức khỏe nhất. Nên là cháu mình cũng mong là các ông bà cô chú anh chị nào mà xem thấy thức video này, là chúc tất cả mọi người là luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và gặt nhiều may mắn trong cuộc sống thôi. Đấy, còn mình giàu sang hay nghèo hay như nào thì đấy là mình cũng dần dần mình cố gắng là sẽ đỡ, còn quan trọng nhất là cái sức khỏe nhé, mình phải sức khỏe mình mới hạnh phúc được. Như cháu Tiến bây giờ là kể cả mà cho cháu ăn cái gì cháu không ăn được, lấy thịt lợn cho cháu ăn cháu cũng không ăn được, kiểu như là cháu bị đứt tay xong mất máu nhiều quá, cháu bị chóng mặt, rất là đau đầu, chóng mặt, đau tay, nên là cháu mình phải nhanh tiếp tục là đi thăm cháu, đi chăm sóc cho cháu. Em tuổi em nô là không thấy về, cháu mình sẽ ở đây đợi một chút nữa thì cho anh em về sẽ cho phần quà, hay không là thì cháu mình sẽ chạy lên trên kia để mà xem là hai anh em đi chơi ở đâu rồi, hay là đi giúp bà cắt cỏ. Đấy, thương nhất là em tủa ấy, vì là em tủa cũng còn rất là nhỏ, tuy nhiên cũng biết đi giúp đỡ bà với ông rồi, tuy nhiên rất là sợ như cháu Tiến. Đấy, tủa ơi, nô đâu rồi? Cống em bé về đây, cống nô về đây, không cho em bé chạy nhá, ngá nhá, cống về đây nhá. Thấy tủa đang ở trên kia rồi, bởi vì mới lần vào đây cái khu vực này rất là nhỏ ấy, nên là đi xe vào đây là cái tiếng xe máy là sẽ biết là cháu Bình đến đây, bởi vì ở trong này cũng rất là ít xe máy chạy ấy. Nên là cứ có xe máy là tủa rất hay để ý, nên là mấy lần vào đây là có xe máy, tiếng xe máy là nô với tủa khác tự biết về nhà. Đấy, các bà cô chú anh chị ạ, bây giờ là sân xếp ầm ầm rồi, sắp mưa rồi ấy. Cháu Bình là không yên tâm cho em nô đâu, bởi vì lúc nào em nô thấy cháu Bình là cũng cuốn quýt nhé, nên là chạy rất là nhanh về ôm ớt cho cháu Bình ấy, nên là cháu Bình cũng sợ là cái đường này dốc này chạy về mà ngã một phát là gây ra mưa, sợ thương nên là phải chạy đi đón, phải đi cần tay, không là thấy cháu Bình mà ở tít dưới kia mà thấy một phát anh Bình là chạy vù như này đi, là sợ ngã lăn dưới này khổ thân, khổ nhất những cháu nhỏ mà không có bố mẹ. Cuộc sống này nhiều khi phải may mắn ông bà, không may mắn là được cái cuộc sống nó bất công lắm. Có người thì sinh ra thôi đã được bố mẹ giàu có, giàu sang mà lại không biết trân trọng. Có người sinh ra thì khuyết tật, có người sinh ra thì hoàn cảnh nghèo,
có người sinh ra có bố mẹ nhưng mà bố không thương, hoặc là bố mất mẹ lại đi lấy chồng, cháu mình không biết phải tà như nào nữa. Nhiều khi cuộc sống của mình cũng không biết trước được, ông bà cô chú anh chị ạ. Mỗi người là có một cái cuộc sống riêng cũng như là nỗi khổ riêng, nên là cứ không tiện là chia sẻ lên trên mạng xã hội. Nó rất là nhiều thành phần, nhiều người tốt, nhiều người cũng nghĩ xấu, nên là phải rất là cẩn thận. Cháu mình thì bây giờ cũng chỉ mong là em tuổi em nô là mạnh khỏe trong thời gian này. Vài năm tới nữa thì chắc là em nô em tuổi cũng sẽ lớn rồi, sẽ đỡ. Má mà mấy tuổi mình giàu thế nào đi ớ? Mấy cho mình nhảy giàu đấy má mà. À, mấy cho mình nhảy giàu nữa. Phải bảo đi xe máy cẩn thận, không là có trẻ con ấy. Đấy, phải cẩn thận. Đấy, lại chạy về rồi này. Đấy, ông bà cô chú anh chị ạ. Thấy bé nô bé tùa. Xin chào tùa nô nhá. Ôi dồi ôi, đáng yêu chưa, đáng yêu chưa. Ôi dồi ôi, hôm nay em bé mặt rất là bẩn luôn. Em tùa về đây. Đấy, đi cẩn thận nhá, nhiều xe máy lắm ấy tùa ạ. Đấy, tùa xin chào cha, xin chào ông bà nào. Chào các bà, con xin chào cha. Đấy, con xin chào cha. Xin chào các ông bà. Đấy, xin chào như này. Rồi, tủa với nô là vừa đi làm gì về? Không đi. Không đi à, đi chơi về à? Ôi, không trong nhà. Nô là đi chơi lúc nào cũng nhảy, lúc nào cũng chạy, nên là lúc nào thì chán cũng bị xước hết này. Tay chân bị xước hết này, em bé này là không đi giày, không đi dép gì luôn. Có nhưng mà vẫn không đi, kiểu như chưa quen. Ê, cần tay. Đang nói cái gì với anh không hiểu gì luôn. Về đây anh bé nào. Từ từ nha. Ôi dồi ôi, hôm nay sao không rửa mặt cho nô à tủa? Nô bẩn lắm rồi ấy. Bẩn. Rửa rồi á? Rửa rồi chắc lại nhìn lại bẩn phải không? Ôi dồi ôi, nô là rửa xong 15-20 phút là lại bẩn hết mà. Đấy, có trâu rừng này. Như kiểu con trâu rừng luôn ấy, rất là thương nô. Nô là đại ca mà. Nô còn đại ca cả cháu Bình nữa. Cháu Bình là anh cả nhưng mà nô cũng đại ca hơn này. Lúc nào cũng bắt tủa với anh Bình phải chiều theo ý nô ấy. Tuy nhiên thì cái gì đúng thì mình cũng nghe nô, cái gì sai thì cũng không nghe nô đâu. Không, nô lại hư quá ấy, không bạn. Sấm sét ầm ầm kìa. Đi anh Bình cũng biết về nhà kiểu gì đây, mưa quá rồi. Rồi mang quà vào, tủa vào đây, đứng ở đấy đã. Xin cảm ơn gia đình chú Hùng nhá. Tôi nói là cháu xin cảm ơn gia đình chú Hùng rất nhiều ạ. Nô xin cảm ơn xin vội lắm, đưa cho anh xin xong là mới được uống sữa nha. Cháu vội nhỉ. Xin chào xong mới được ăn. Cháu vội nhỉ. Cháu xin. Này, anh dậy. Cảm ơn. Nói đã, nói xong mới được ăn. Cháu. Cảm ơn. Chú Hùng. Rất nhiều. Đúng rồi, tủ lấy sữa phát cho em đi. Lấy sữa cho em uống. Sữa. Sữa. Đây là thịt gà với đấy, nước thôi. Đấy, cho tủ một hôm nữa. Lấy cho tủ. Cho anh tủ nữa, cùng nhau uống. Rồi, tổ uống đi. Em bé tự bóc. Em bé biết bóc không? Không được vứt ở đấy nhé, thì mang vào trong nhà cho anh nhé. Tổ đi làm gì về tóc bét hết thế này? Tôi hết mồ hôi nhỉ? Buổi tối ngủ là phải rửa mặt, tắm sạch sẽ cho nô nhá. Nô ơi, anh bóc cho hay là tổ bóc cho đi? Nô không biết bóc được đâu. Thì lại rơi hết. Để anh tủa bóc cho. Cực kỳ là ngoan luôn á. Tủa ơi, mưa không được đi bơi nhá. Không đi bơi đâu. Nước sông lũ chảy xiết lũ lụt ấy, hiểu chưa? Sạt lở nhiều lắm, ở nhà nữa nhá.
Nếu mà mưa to quá thì không ở đây đâu, đi lên trên nhà bà ở đây nhá. Lên trên nhà bà ở đây, bảo ông với bà xuống này trông, ở dưới này sợ lắm nhá. Sợ nửa đêm nó sạt lở chết nhá. Cẩn thận nhá, mấy hôm nữa anh về anh xử lý. Sẽ dỡ hết nhà xây lại nhá. Ngon quá. Uống đi, xin mời ông bà uống sữa nào. Con xin mời các ông bà uống sữa. Con xin mời các bà uống sữa. Đúng rồi, uống đi. Ngoan quá. Nô thì chạy trong nhà rồi. Bắt được chưa em bé? Bắt được chưa? À, sướng quá nhờ. Em bé này, hai em bé mồ côi này. Quá là thương luôn. Đấy, ba anh em này. Các ông bà có chú anh chị ạ. Ba anh em, giống nhau quá không? Có giống nhau không? Bé nô về đây, về đây. Đấy, nghe lời anh Bình quá nhỉ. Hello. Hello. Tớ biết tiếng Anh không? Hello everyone. Xin chào tất cả mọi người. Tớ biết tiếng Anh không? Được học chưa? Học nữa à? Thế phải học tiếng Anh, học tiếng Trung, nhiều tiếng vào nhá. Sau này lớn lớn mới đi chơi xa được. Ngày xưa là cháu Bình cũng không được học đến nơi đến chốn. Ông bà có cho anh chị ạ, ngày trước là chỉ được học hết lớp 9 thôi. Do là gia đình cũng hoàn cảnh ấy, nên là cũng rất là muốn đi học. Tuy nhiên thì cũng không được đi đến trường, đến lớp, nên là bây giờ mới chịu nhiều thiệt thòi. Đấy. Mình làm gì thì mình cũng chưa đủ cái bằng cấp, chưa đủ cái trình độ, không thể làm được. Đấy, cũng may mắn là cũng làm đến cái kết nối yêu thương cho các cháu nhỏ một cô ấy, nên là mới biết được các cô chú, các ông bà, cha, rồi là mọi người cũng yêu thương cháu Bình. Cháu Bình cũng gọi là cũng may mắn nhất rồi. Đấy, cũng may mắn rồi. Cháu Bình cũng không đòi hỏi cuộc sống mình phải giàu có hay là như nào đó, chỉ mong là gia đình là luôn mạnh khỏe thôi, ông bà, cô chú, anh chị. Vì là gặp quá nhiều điều như thế là cháu Bình cảm thấy là cũng rất là buồn. Vừa mới rồi mà cháu Tiến của cháu Bình ấy là cũng bị đứt hết tay thì cũng thương. Tùa ở nhà anh Bình dặn một lần không được cần dao, cần cái gì đi cắt cỏ bò nữa nhá. Sợ chặt vào tay lắm ấy nhá. Anh Tiến ấy, Tiến mà vào đây thăm tùa Nô ấy, anh Tiến mà đẹp trai mà có hai cái má lú đồng tiền ấy là bị đứt tay rồi nhá. Tí anh sẽ cho lên trên mạng để cho các cô chú cùng nhau thấy nhá. Anh Tiến là bị đứt ba ngón tay rồi, nên là tùa ở nhà tùa đừng có đi cắt cỏ nhá. Đấy, thương lắm. Đi làm gì phải cẩn thận nhé. Anh nhắc như thế thì cũng không bàn là tủa đừng có đi, cứ ở nhà đi. Đồ ăn thức uống anh cũng mang vào đây rồi. Hộ ông bà thì chỉ hộ đi cho gà cho vịt thôi, chứ đừng có đi cắt cỏ, lấy con dao đi cắt cắt như này chặt vào tay là đứt hết tay là cuộc đời hỏng luôn. Mà ông bà thì mấy năm nay ông bà già hết rồi, cuộc đời mình còn lâu còn dài nhá. Tủa nhá, nghe lời anh nhá. Phải dặn dò ông bà chú thím, không là tủa cứ đi cắt cỏ là sợ lắm. Không biết đâu các ông bà, mình cứ nhắc nhở như thế thôi chứ các cháu nhỏ không biết chú ý an toàn đâu, nên là cũng phải rất là cẩn thận. Anh Tiến là bị đứt hết tay rồi, thương lắm. Tổ có thương anh Tiến không? Thương. Thương nhỉ? Biết anh Tiến mà nhỉ? Anh Tiến mà cao cao như này đẹp trai ấy. Đấy. Anh Tiến với Tổ cũng cùng một tuổi thôi. Hình như là Tổ là học lớp 5 nhỉ? Anh Tiến lớp 6 ở. Hơn Tổ 1 tuổi. Anh Tiến là 13 rồi, Tổ 12 mà nhỉ? Đấy, Tổ là 12 tuổi, anh Tiến là 13 tuổi rồi. Đấy, hai anh em này. Đấy. Ơi. Nô uống chưa no à? Thế thì lấy một hột uống đi. Chắc là khát nước rồi ấy. Lấy cho Nô. Không tranh, không tranh. Không tranh, chia 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 chia. Cho Tủa. Ôi giời, Nô tranh nha. Nô, không được như thế là than lam ấy. Tủa kệ nha. Sao để hào, phai hào. Anh là muốn để hai anh em thương nhau. Bây giờ Tủa là anh thì Tủa thương em bé, nhưng mà Tủa mà thương quá thì em thành hư. Là sau này là em sẽ không thương Tủa mà em sẽ tranh giành cướp đoạt của Tủa đấy, hiểu chưa? Hiểu. Hai anh em phải thương nhau. Mình chỉ thương thôi chứ mình không được nhịn, mình không được chiều quá. Chiều quá là em nó hư nhá. Sau này hai anh em phải thương nhau ấy, không có bố mẹ rồi, anh ở bên ngoài anh theo dõi. Hai anh em là phải thương nhau, không thương nhau là không được. Bây giờ Tủa lấy thịt gà với nước đi vào trong nhà. Để anh lấy một chai nước anh uống. Còn một chai nước lọc là để trong này nhé. Anh uống một chai nhé. Anh đi xa, anh mệt quá, anh uống một chai. Còn Tủa là sẽ lấy hột sứa này vào nữa.
gạo là để anh tự lấy vào, nặng quá nhé. Nó không chạm vào máy này nhá. Đấy, gạo rất là nặng. Ủa ơi, gạo này anh để ở đây nhé. Anh để trên cái ghế này đi. Đó không? Để đây được không? Được nhỉ. Sao? Em bé bị sao? Nô thì không cho tuổi bóc nhỉ. Mời các ông bà uống nước lọc với cháu Bình nhá. Tụi ơi, anh lấy thịt gà vào tí. Ông bà mà xuống ở cùng mà ngủ ấy thì bảo ông bà nấu thịt gà cho ăn nhá. Bởi vì anh Tiến là đã bị đứt tay là anh không nấu cơm được cho anh em ăn. Anh chỉ lấy đồ ăn vào đây thôi, tự nấu. Mà trong khi nấu cơm, bếp củi phải nhóm bé bé thôi, không cháy nhà, hiểu chưa? Hiểu. Đốt củi là phải để củi xa xa nhá, không được để gần bếp là cháy nhà. Còn đại ca này nữa, ở nhà nghe lời không ăn, nghe lời anh Tủa nhá. Bà bao lồm 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 nhá. Thế là thêm gà tha thôi nhá, hả? Ừ. Đúng rồi. Cũng biết dạ vân rồi nhưng mà nó tiến địa phương. Nghe lời. Mưa sắn xếp không đi chơi nhá. Ừ. Nghe lời anh. Vì bây giờ anh rất là lo cho tuổi nô ấy, mưa quá nhá. Ừ. Mai anh lại vào nhá. Ừ. Mai anh lại tiết tế vào đây. Mua thịt gà, thịt lợn vào đây nhá. Thịt gà là đủ ăn tối nay rồi. Đấy, rất là nhiều. Đấy, anh mua... rất là nhiều thịt vào đấy nhá, nên là đồ ăn tối nay sáng mai nữa. Ừ. Mua hai nửa mà, anh mua một con gà hai nửa mà, nhá. Ừ. Ừ, em bé uống nước lọc đi, lấy ra đây cho Tủa ấy uống á. Ông bà ở nhà hay đi làm gì rồi? Ở nhà. Ở nhà thôi à? Vâng. Thế hôm nay cũng không đi làm gì nhỉ? Không. Tối là rửa mặt Tủa này, rửa mặt, rửa tay, rửa cổ, rửa chân, xong mới ngủ nhá. Vâng. Ừ. Không uống này, uống nước lọc à? Để, uống nước lọc, biết bóc không? Bóc được không? Ôi, không được. Thôi, Tủa hậu bóc nhé. Anh Bình là chuẩn bị về luôn đây, nhé. Anh Bình là mang quà vào đây rồi. Tí bảo ông bà xuống nấu cơm cho ăn nhé. Không biết nấu thì bảo ông bà nấu cho. Còn biết nấu thì cứ nấu, nấu xong gọi ông bà ăn cùng, cho vui nhé. Thánh thịt gà thì chắc là không biết thái rồi, bảo ông bà thái cho nhé. Ơ ừ. Ờ, sốt sông gai hả? Ơ ừ. Ờ, bỏ thì tốt sông gai, thái thịt gà là gọi bà ra thái nhá. Ừ. Ừ, không được thái thịt gà, sợ thái vào tay, hiểu chưa? Ừ. Nghe lời anh nhá. Ừ. Gọi ông bà ra làm nhá. Ừ. Ông bà ở nhà thôi, không làm gì. Không nghịt nước nhá. Bye bye nào, bye bye, anh đi về nào, anh đi về về rồi. Em. Em. Xin. Ừ. Chào. Chào. Anh Bình. Cưng. Bình. Bình. Chào các ông bà. Cơ bà. Đấy, chào cha. Chào cha. Bye bye. Bye bye. Đúng rồi. Xe chia. Tuổi nói là con xin chào cha, xin chào các ông bà. Cơ, bye bye. Cơ chào cha, cơ chào các ông bà. Bye bye. Rồi, bye bye, được rồi nhé. Ừ, bây giờ anh đi về đây. Hai anh em ở nhà đóng cửa nhé. Vâng. Đóng cửa trong nhà, bây giờ gần tối, không đi chơi nữa. Vâng. Không đi chơi nữa. Bụi giận nhiều, sợ có con gì cắn vào tay, vào chân nhé. Ừ, ngoan quá, anh đi về đây nhá. Ừ. Bye bye anh em, bye bye. Rồi, ra đây tiến anh nào. Ừ, về đây. Về đâu ơi, về đây. Về đây.
Đấy, ở nhà nhá, anh đi về luôn nhá. Vâng. Ừ, mong ngoan nhá, hiểu chưa? Hiểu. Ừ. Đấy, thì một lần nữa thì cháu Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Hùng, cũng như là xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, cũng như là cha ở bên Mỹ, luôn luôn dành tình yêu thương đến hai anh em Tùa và Nô, cũng như là cả cháu Bình nữa. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng xin phép để mà khép lại thuyết video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả công các bà, cô chú, anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao. Cháu Bình xin chào và cảm ơn. Xin chào ạ.